Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thời tiết trong tỉnh đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay các địa phương trong tỉnh vẫn có mưa rào rải rác, tiết trời khá là mát dịu. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo đêm nay và ngày mai chịu ảnh hưởng của rìa áp thấp có trục qua Bắc Bộ, trên cao vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, hoạt động mạnh dần lên nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, vùng cao đêm về sáng trở lạnh, có nơi trời rét. Những ngày trời có mưa dông thường kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Vì vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác trước hiện tượng thời tiết trên. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%.